Xin kính chào mọi người ha. Hiện tại thì em đang có mặt tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương mọi người ơi. Thì có một cái đám tang rất là lớn, một vị đại gia được đưa táng ở đây mọi người ha. Giờ đám tang di chuyển lên xe nha mọi người. Hello mọi người ha. Thì bây giờ thì do có đường hơi xa cho nên là phải di chuyển bằng xe điện nha mọi người. Rồi trong đây sẽ đứng đợi đoàn vô. Đang đợi lên nha mọi người. Mọi người ơi, bây giờ thì đoàn tang đã di chuyển đến rồi mọi người ơi. Thì xe ở đây đón đón nha mọi người. Tại vì lý do cậu đó làm như sao? Đợi ngoài kia làm lễ trình. Đúng rồi. Lễ trình xong á thì mấy anh em đậu tì mới đi vô đây trước. Đúng rồi. Wow, đẹp quá ha. Đang di chuyển tới anh em gần tới rồi một chút. Cái này là chắc nữ doanh nhân hoặc là nữ đại gia gì đó ha. Cái đúng này. Rồi đúng rồi anh. Tại vì doanh nhân với đại gia vô đây mới có người ta chôn mới có chuyện lắm luôn á, vô khu này nè. Đi ba, đi ba. Ừ. Thank you.
Đứng nè cái coi.
đỉnh rồi, rồi xuống. Mỗi ca xuống ca. Bạn đừng lời nhớ thiên văn nhớ quán tăng. Rồi chuẩn bị hạ nha mọi người. À, vô đó đẩy người nhà người ta không ở nhà này xíu à, 5 phút cái gì hầu hiện này chắc tiền 5-7 phút gì đó là xong rồi. Nói chung là lớn rồi ha, đám này bên cấp có cấp thoát nước mà, nói này đất lớn mà. Bên cấp thoát nước mà đầu tây mặc đồ nhìn có vẻ rất là cổ xưa ha, cổ xưa áo dài, áo dài khăn đóng. Đây là nói chung là chèo hòm đến đây Hạ Quyệt là người ta chèo bằng gồng gọc ha, gọc không à? Ừ, nó tiện ha. Nó có hạ máy, hạ máy thì cái đó là hầm Đài Loan mới hạ máy nổi, cái hầm này đưa cái máy vô trong cái máy luôn. Nè, nặng ha. Mới nói hầm gì đó, hầm Đài Loan. Còn cái hầm này là đưa cái máy là xong luôn. Hầm này gỗ nguyên chắc luôn á. Đúng rồi. Gỗ nguyên chắc luôn. Để thối. Đúng nắng, dễ bị cảm. Gỗ này rất là nặng luôn á nha. Đúng rồi. Lỗ nào cũng rút. Gắn xíu đi, gắn xíu đi. Nhóm cái kìa đá ha. Nhóm nóng quá mọi người ơi, cho nên phải che, lấy cái tay che điện thoại lại mọi người. Chắc là em kết thúc video tại đây ha mọi người ha. Mọi người cũng vừa xem xong cái kỹ thuật Hạ Nguyệt ha mọi người. Rồi mọi người xem cho em xin like, chia sẻ như cảm thấy hữu ích ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người chia sẻ đã theo dõi video của em.